Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Vâng, theo như các bạn yêu cầu rất là nhiều thì mình sẽ làm về chế độ C4 nhé. Và hiện tại thì mình đang đi rank. Rank của mình thì nó cũng không cao lắm các bạn ạ. Rank mới được 2K7, 2K8 thôi. Thì arc này kiểu bạn chủ arc cũng chỉ là arc phụ thôi ý. Thế nên là rank nó cũng thấp. Mình tiếp nhận cày thì lúc đấy mới là rank 1K9 thì phải. Đấy, thì mình cày lên được tầm 2K7 rồi mình không có thời gian đi em ạ. Với lại mình cũng bắn CF và bắn cả PUBG nhá, chứ mình không chuyển qua game này và mình bỏ game kia đâu. Nếu mà đến lúc CF mà nó về Việt Nam ấy thì mình sẽ tập trung vào CF Việt Nam nhiều hơn một tí. Đấy. Nhưng mà mình vẫn cố gắng gọi là ra clip đều đặn nhá. Và hôm nay thì mình bắn cái khẩu M200 đổi màu này, mình không biết nên là tên nó hoặc khẩu gì. Nhìn nó đổi màu rất là đẹp anh em ạ. Đẹp vãi xoài luôn ấy. Mình cũng không biết là cây này nó có mạnh hay không nha. Mình thấy đẹp thì mình mặc rồi mình chơi thôi. Anh em nào am hiểu về khẩu này thì có thể chia sẻ cho mình với nhá. Đẹp nhờ. Cứ mỗi lần đổi phát là nó lại đổi sang màu khác ấy. Nhìn rất là đẹp. Với lại mình là trùm chế độ zombie anh em ạ. Thế nên là về chế độ C4 thì mình cũng không am hiểu lắm đâu. Mình chỉ gọi là biết bắn thôi. Ủa, bay như chim vậy. Tiếp. Còn hai anh em ạ. Mình nghĩ là nó vẫn đánh nhà thôi. Còn một bên bên kia giết rồi anh em ạ, chắc là nó sẽ chạy sang đây, nhưng mà chạy hướng nào thì mình không biết này. Đây, biết ngay mà, lệch làm sao được. Thế với các bạn luôn, bắn lại CF nó cuốn thực sự các bạn, kiểu nó vừa bắn được zombie này, bắn C4 này, xong đi nhiều chế độ khác nhau ấy. Mình vẫn chưa chơi hết đâu nha. Còn cả bắn bot đi ải để lấy đồ các kiểu nữa. Ui, cuốn thực sự. Nhưng mà mình chơi hai game mình không có thời gian chơi ấy. Phải cày để nó lên tay anh em ạ. Ok kìa. Đang solo. Cày thế nhở. Mình hẹo phát tim thua luôn anh em ạ. Để mình bắt nó nhá, chứ không thể để nó đẩy lên được. Đấy, khều khều tí thôi. Chứ đấu mix mình không đấu được anh em ạ. Cầm khẩu này không tự tin lắm. Mình sẽ nhảy vào đây để bắt nó luôn này. Úi dồi ôi. Ôi, may quá. Ý định là tốt nhưng mà bắn hơi kém các bạn. Bắn mãi mới chết được. Đây, để B này. Kìa, sao bắn xịt hết thế này. Mình nghĩ là bên B hết rồi. Ok, nó chạy mất đây em ạ. Khẩu lục này bắn phê phết đấy. Đây, chạy ở đây. À, nó nghe tiếng chân của mình nó sấy vào đây luôn này. Ok, yếu rồi. Thôi không sao em ạ. Ai ăn cũng được. Đây đây đây, ông cuối này. Rồi. Mút vội. À còn chuyện này nữa, hôm trước mình đăng video ấy, có rất nhiều người vào comment bảo mình lùa gà kiểu, xong rồi kiểu mình bị lừa ấy. Nhưng mà mình không nghĩ là mình bị lừa đâu anh em ạ. Người ta bên game mình
Mình check profile thì kiểu hàng real cơ. Thế nên là không thể nào mình bị người ta lừa được. Mình vẫn cảm giác là game sẽ về Việt Nam anh em ạ. Một bé này. Úi rồi. Vẫn lì vào đây nhỉ? Đã bị bắt một lần rồi chưa chừa này. Đây đây đây. Ồ kìa, sao lại bắn vào chân nó? Cái khẩu này bắn vào chân nó không chết đấy em ạ. Mình cũng gọi là âm hai máu. Hai máu. Ồ. Mình nghĩ là nó sẽ vòng ra để bắt mình chứ. Nếu mà bom chắc là nó lùi rồi. Nó cũng sợ em ạ. Còn tí máu đây. Đây bên này. Nhưng mà mình còn yếu máu quá anh em ạ. Này thì gọi là một viên đạn lạc là mình đi rồi đấy. Đợi anh em ra lấy đạn trước. Mình ra sau. Ô nó chết luôn rồi. Ơ kìa, vẫn còn này. Cảnh thế nhở. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắn tử tế nhá. Đổi bên anh em ạ. Không cầm bom đâu. Đây, kiểu gì nó cũng sẽ đẩy ra này. Đấy, biết ngay mà. Sai làm sao được. Chắc hết rồi. Đồng đội mình đẩy vào rồi. Ui dồi. Còn một ạ. À đây đây. Nó bên B đẩy sang này. Đấy, mình xin nhá. Không biết là giữa chế độ zombie và chế độ C4 thì các bạn thích xem chế độ nào hơn nhỉ? Các bạn comment bên dưới video của mình nhá. Thực ra mình hỏi thế thôi chứ mình sẽ làm cả hai. Để đổi món cho đỡ ngán này. Chứ bắn zombie hay là bắn C4 hoài thì anh em sẽ gọi là ngán đúng không? Ôi, anh em mình đẩy vào hết B thế kia thì tôi đứng đây chỉ có đói móc mồm. Một đồng chí đã nằm xuống rồi, chứ đấu sniper gọi là thua người ta. Bên kia cũng bắn kinh đấy. Nghĩ mình sẽ đứng ở đoạn này đi. Để bắt mấy cái thanh niên mà vòng qua điểm hồi sinh của team mình ấy. Nó sẽ vòng sang đây. Đấy, biết ngay mà. Sai làm sao được. Còn không ta? Có khi hết rồi anh em ạ. Thôi vào trong này thủ với đồng đội mình đi. Không kìa. Rồi. Thế là xong rồi. 5-1 đi em ạ. Thế mà mình sẽ kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video này của mình. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha các bạn. Muốn mình làm về cái chế độ gì hay khẩu súng gì thì hãy comment bên dưới video của mình nhá. Để mình thực hiện nhá. Nếu mà mình có nhá, chứ còn súng mà mình không có thì mình cũng chịu à.